Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập ca sĩ Vy Oanh sau tố giác của con trai bà Phương Hằng. Liên quan đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, nghệ danh ca sĩ Vy Oanh, đến phòng cảnh sát hình sự PC02 làm việc. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, mẹ ông Tuấn. Trước đó, ông Tuấn đã gửi đơn tố giác 35 cá nhân. Trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Trần Văn Sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh và một số nghệ sĩ có tiếng khác. Mới đây, ngày 24 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni, sau đó bắt tạm giam ông Trần Văn Sĩ để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Vy Oanh cho biết cảm thấy mệt mỏi vì vụ án kéo dài. Nhận được giấy triệu tập của PC02, tôi vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Trong vụ án bà Phương Hằng xâm phạm uy tín danh dự của tôi đã được phòng PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hơn một năm nay. Không hiểu vì sao nay lại được PC02 giải quyết khi có đơn của gia đình bà Hằng tố cáo tôi và những người khác. Tôi và gia đình mình đã chịu tổn thương hơn một năm nay. Chỉ mong vụ án này sớm kết thúc, tôi quá mệt mỏi rồi, bà Oanh nói. Trong một năm bà Phương Hằng bị bắt, khoảng tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng thường livestream gọi tên nhiều người nổi tiếng. Trong nhiều buổi livestream, bà Hằng đã tố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Phương Hằng để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Sau đó, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Hằng, nhiều lần làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho mẹ nhưng chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.